Em trai cho biết ưu khuyết điểm của mình đi. Ưu điểm của em là một người hòa đồng vui vẻ, đam mê thể thao, nhất là thể thao đọc bóng đá, chơi bóng đá thì hàng ngày gần cái khu vực nhà em, anh em tập trung lại giao lưu với bóng đá với nhau ấy. Rồi, Và môn thể thao tốt ha. môn thể thao thứ thứ hai là em có thích sở thích đọc sách, những cái sách về phát triển bản thân. Hay quá. Với lại em có một cái khả năng cũng thích yêu ca hát, thói quen xấu là hút thuốc ấy. Với Hút lại em nhiều không? dạ cũng hút, một ngày đi làm cái công việc nó mệt thì cũng hút khoảng nửa gói thuốc rồi, tại vì Rồi làm mệt mà hút thuốc nữa. thì tại vì em thấy đây là cái thói quen xấu rồi, cũng Ừ, khi bỏ gặp đi mà nha. hôm nay có thể bạn gái nhấn nút hẹn hò em cũng bỏ luôn. Rồi, đó là động lực ha. Mình nói một chút về ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. À, dạ, ưu điểm của em thì Nói nói lớn chung lên là kìa. trong công việc thì em luôn là hòa đồng vui vẻ. Em thích nội trợ, nấu ăn, làm bánh. Còn khuyết điểm thì có thể là do em trách nhiệm quá, em hơi cẩn thận quá nên là làm việc nó cũng hơi chậm chậm một xíu, nhưng mà chậm mà chắc. Chậm mà chắc đúng không? Rồi bây giờ chuyện tình yêu của mình như thế nào? Tình trường của em thì em mới trải qua 2 mối tình thôi. 2 mối tình. Cái mối tình gần đây nhất là em đã chia tay bao lâu rồi? À, dạ cũng phải 6 7 năm rồi. 6 7 năm hả? Dạ. Chia tay là vì lý do gì? À, mối tình đầu thì thời sinh viên thì có thể là mình sinh viên mình Trẻ còn trâu quá, trẻ thôi quá. mình bỏ qua đi. Mối Dạ. tình thứ Còn nhì đi. sau đó thì do là người ta công tác ở Côn Đảo thì em cũng định là ra ngoài Côn Đảo cũng có resort, mình cũng có thể sống và làm việc được, nhưng mà sau đó người ta lại đổi đơn vị về chỗ khác mà đi âm thầm lặng lẽ luôn. Bây giờ Dạ. mình bỏ qua quá khứ đi, mình hướng tới tương lai đi em à. Dạ. Nhà trai, đường tình duyên sao kể sơ sơ cho nhà gái nghe đi. Cũng chia sẻ với anh Quyền Linh với bạn gái là em cũng trải qua, nó mà chính thức là 2 mối tình. Cái mối tình đầu tiên thì em đang làm việc ở Sài Gòn, cô gái muốn em ra Đà Nẵng làm việc cùng. Thì lúc đấy em đang đam mê cái công việc tàu thủy của em, vận hành sửa chữa máy. Nên em không thể ra Đà Nẵng làm việc cùng với cô đấy. Thì một thời gian sau thì cô đấy cũng báo tin là cô ấy lập gia đình. Đúng rồi, con gái người ta mà Và mình không chăm sóc, không quan tâm, không có ở gần người ta thì ta phải chọn cách khác thôi, dạ. không trách họ. Mối tình thứ hai Mối sao? tình thứ hai thì em thì là người chân thành, em muốn đặt vấn đề với cô đấy là tiến tới với em xa hơn. Thời gian sau bẵng thì không ấy nhắn tin, không ấy chia sẻ nhiều nữa. Nói chung là không có duyên nợ. Bây giờ em muốn À. tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Đến cái tầm tuổi này em cảm nhận đấy, mình cũng tuổi chín chắn rồi, em cần một cô gái có thể cùng em có sự thấu hiểu, cảm thông, chia sẻ và biết nhường nhịn lẫn nhau. Được không bà mối? Chào em. Dạ chào cô Tiêu chí ạ. về được không? Ai cũng phải mong muốn có một người bạn gái như vậy hết trơn á. Nhưng bây giờ là hỏi Cưng nè. Cưng có ngại về vấn đề là mình thua bạn gái mình 2 tuổi không? Tuổi tác con nghe con nghĩ không thành vấn đề. Rồi bây giờ Cưng có một cái tiêu chuẩn nào của cái người bạn gái mình không? Cao tầm khoảng từ 1m5 đến khoảng 1m6, vì một cái ngoại hình không quan trọng lắm, chính Tốn xác. gỗ, tốn nước sơn nữa. Được không? Ông thấy tôi làm sao? Thấy hơi bự ý. Thì đó, thì tôi bự nhưng mà tôi có duyên không? Duyên Tôi bự mà tôi giỏi giỏi giang phúc không? giỏi. Đúng không? Thì nếu mà ông mà là con trai, ông có bấm chọn tôi không? Ông mà là con trai, ông có bấm chọn tôi không? Bấm Đó. bấm Đó. Thì đó, ở đây cô muốn nói là chứng chứng minh dạ cái lời của Cưng á, là ngoại hình không là cái gì cả, vấn đề là cái bên trong. con nghĩ cô Hồng Vân cái tuổi thanh xuân của cô tuyệt vời, cũng phải rất là nhiều người phải theo đuổi cô ấy. Ôi, nhiều Có luôn. Quyền Linh luôn mà. Wow. Càng múp míp càng dễ thương. Trời ơi, giá trị của múp míp tôi nói cho ông biết. Vậy đó. Ông chưa biết Ok. mà thôi. Cho tôi xem mặt Quyền nhà gái bí coi. lắm. Đáng yêu không? Khuôn mặt cực kỳ dễ thương luôn. Dễ thương. Giỏi giang. À, mặt nét ha. Thủy chung. Mặt rất là xinh đó, ấn tượng luôn, mặt đẹp á. Mình có một cái mẫu hình lý tưởng nào không? À, người đàn ông thì thiên về những công việc ở bên ngoài, tại em thì thiên về gia đình nội trợ. Rồi. Dạ. Bây giờ Cưng có thích cái người đàn ông mà làm nông không? Mới lần đầu. Lần đầu đúng không? Cưng Nên nhìn là cũng có tưởng tượng đây là cái người đàn ông mà trồng trồng không trọt ai nghĩ luôn. nông dân đâu, Không có ai nghĩ đây nhiều là khi nhìn kỹ Quyền sư Linh còn trồng nông dân trọt. hơn ảnh nữa. Ngộ lắm. Cái người nông dân Bữa ha nay đi mình. kiếm vợ khác mang giày xịn hơn tôi luôn mỗi Nhưng mà bạn này á, bạn này nhìn bạn này giống như là công tử vậy đúng đó. rồi, Đó, ý là vậy đó, hiểu nông không? dân thời 4.0 nó khác với nông dân ngày xưa. Bây giờ này em gái đi với ai? Dạ, đi với gia đình, Gia với đình lại đồng ai? nghiệp. Dạ, có ba mẹ. À, có ba À, mẹ có ba hả? mẹ. Rồi, xin chào cô chú. Chào bác dạ. ạ. Thực lòng mà nói là như thế này, con
bằng cái cảm nhận từ cái đáy lòng của mình, bằng cái cảm nhận thì tự mình là mình chọn cái quyết định đó. Thế thì còn cái về cháu trai thì thấy cháu cũng dễ mến, tôi cũng không có cái sự phân biệt gì về ở đây là nghề nghiệp hay gì cả, cái chính là ở với nhau có hạnh phúc hay không thôi. Chứ làm những cái địa vị này nọ cao sang nhưng mà đôi khi không có hạnh phúc thì cũng không vấn phải đề. Vâng, đúng thế. Vâng. Gia đình nó phải là hai bên nó yêu thương thực sự. Đúng đấy rồi. Là cái quan điểm của tôi đang nói. Cảm ơn mẹ. Hạnh phúc. Dạ. Còn nghề nghiệp vâng. Nào không quan trọng. Vâng. Đúng rồi. Mẹ quá hay luôn. Vâng. Cảm ơn mẹ. Cảm ơn bác. Cảm ơn cô. Ừ. Thế rồi mình đi với ai nào? Hôm nay con đi với em họ con. Thì hôm nay đến với chương trình thì em thấy bạn gái cũng là dễ thương và nhìn thì cũng tươi ạ. Nhiều khi chênh lệch về tuổi tác hay là về cái công việc thì cũng không quan trọng. Vấn đề mong sao hai anh chị gặp nhau cảm thấy hợp thì mình ấn nút hẹn hò cho nhau. Cảm ơn em. Rồi cảm ơn cưng. Một cái băn khoăn nho nhỏ là hiện nay tiền ở Đắk Lắk không thuận lợi trong tình yêu. Hồi nãy em có nói là em hồi đó em ở thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Em có cái thời gian 6 năm ở thành phố Hồ Chí Minh. Em làm gì? Em làm bên sửa chữa vận hành máy tàu thủy đấy. Dạ, bây giờ có thể nào khi nào em nghĩ là em có thể chuyển tiếp tục là đến thành phố Hồ Chí Minh không? Thì em nghĩ là khi mà em mà quen được một cô gái nào cái tình yêu lớn, đủ lớn thì em có thể quay lại Sài Gòn tìm một cái công việc gì đó, dành thời gian để tìm hiểu bạn gái. Trong sau đó thì có thể là khi mà tiến xa hơn chỉ có một cái định hướng vững chắc về nghề nghiệp để mang lại cái sự niềm tin cho cô gái đấy. Hai người có đủ niềm tin thì con nghĩ là sẽ... Đó là ý kiến chàng trai có thể trở lại thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, mở rào đi. Ok. Rồi, mở rào. Bây giờ mình lựa chọn quan điểm nào tốt nhất thôi ha. Bắt đầu đi tiền. Không gian này là của em đó. Chào em, anh có một quà gửi tặng cho em. Dạ, cà phê, anh là Long Đinh cần cà phê nên anh gửi tặng em hạt cà phê. Dạ, dạ em cũng ly có cà phê quà. Băng mê. Đây là bánh tự làm ạ. Mong là anh thích đồ ngọt. Dạ. Anh rất thích đồ ngọt đấy. À dạ vâng. Em có thể muốn thay đổi một cái môi trường công việc, ví dụ trồng cây không? À trồng cây thì không ạ, nhưng mà ví dụ như lên Đắk Lắk ở và làm khách sạn ở Đắk Lắk được. Wow. Dạ, tại vì mình làm là về bên khách sạn du lịch. Cho nên là hệ thành phố nào có địa điểm du lịch, có khách sạn là có thể sống và làm việc được. Đắk Lắk giờ cũng là trung tâm du lịch dạ, đó. Dạ đúng rồi ạ. Khi mà anh gặp một người chân thành thì anh có thể quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh, có thể làm việc, kiếm một cái, tìm một cái công việc nó phù hợp với cái sở trường, năng lực của mình. Em muốn là người đàn ông tháo vát công việc bên ngoài. Dạ, tại vì em có thể là lo được về việc về gia đình, về nội trợ. Còn những công việc mà thiên về tháo vát những việc ở bên ngoài, xã hội hay là những cái việc gì to lớn thì mong chờ người đàn ông. Thế là bạn là hoàn toàn là người phụ nữ của gia đình, bạn chấp nhận bạn đứng ở hậu phương. Tuổi mình cũng bắt đầu có thể dựng vợ gả chồng rồi đó. Bây giờ thử hai bạn bàn với nhau đi. Trong thời gian bao lâu ta có thể làm điều đó? Nếu mà hướng tới tương lai gần thì có thể cuối năm nay chẳng hạn. Cái thời điểm của anh hơi khớp với em ấy. Đấy, cuối năm phát xong rồi là sinh con luôn. Hy vọng là như thế. Hẹn nhau cuối năm nha. Anh có thể xin phép cô bác cầm tay em khá là đúng rồi đó. Dạ, mạnh mẽ như thế cầm hai tay nhìn thẳng vào mắt nhau, cầm hai tay luôn để mình nhìn đối diện luôn đó. Anh xa em chẳng cũng chợt lẻ loi thân thờ, biển vẫn thấy mênh dài rộng thế, xa cánh buồm một chút đã cô đơn. Gió âm thầm không nói mà sao núi phải mòn, em đâu phải là chiều mà nhuộm anh đến tim. Sống có nghĩa gì đâu nếu chiều nay em chẳng đến, dù sóng đã làm anh nghiêng ngả vì em. Quá tình cảm. Hãy nói tận đáy lòng của mình về người đối diện em gái. Em cứ nhìn thẳng vào mắt anh, em cứ tự tin em chia sẻ theo rồi, cái cảm nhận của em đi. Thấy nông dân 4.0 chưa? Dạ, đâu có nông dân. Anh nông dân thật mà. Vậy trai sạn cầm tay em đến nãy giờ mà không cảm nhận được. Dạ không. Em chỉ có muốn nói là hút thuốc lá có hại cho sức khỏe. Wow, anh. Nhưng mà anh hy vọng là hôm nay cái tình cảm của em sẽ đủ lớn dành với anh.
bấm nút hẹn hò cùng anh. Anh nghĩ là anh đâu cần hút thuốc nữa. Cứ gặp em cần gì hút thuốc đó, tức là anh em bấm phát anh bỏ anh thuốc bỏ luôn, anh bỏ ngay đó. Lập tức. Tại vì anh nghĩ là cái con người của anh là giữ chữ chín rất là tốt. Nói được là anh sẽ làm được ấy. Dạ. Chúng ta về vị trí đi. Về vị trí đi. Detox không khí từ trong ra ngoài. Toshiba. Lấy tay mình nút bấm đi em trai, bên tay trái. Tay trái, đúng rồi. Thôi, hãy nhắm mắt lại, kiểm tra 30 giây con tim mình nó có rung động hay chưa. Rồi. Chuẩn bị. 1 2 3 3 Trời ơi, bấm đồng điệu luôn mới ghê chứ. Chúc mừng anh trai, chúc mừng anh gái. Nào, hãy nắm tay nhau. Nắm tay. Không phải bắt tay mà là không phải nắm tay thế nữa. Đang vô nè. Con hy vọng là hai bác có thể cho chúng con cơ hội tìm hiểu nhau. Bây giờ mình xin phép cha mẹ cho hôn má bạn gái cái đi nè. Em đã sẵn sàng chưa? Em đã sẵn sàng chưa gớm? Làm như là đi thi game ấy. Không, ý là hỏi bạn gái con muốn để cho em cứ tự tin lên. Tại vì sờ vào tay mát lắm, con nghĩ là hôn má sẽ rất là mát. Dạ, tuyệt vời. Phong thấp. Con cứ... đó. Xin tặng em một nụ hôn được không? Wow. Xin em một nụ hôn, tặng em một nụ hôn. Rồi. Chúc mừng hai bạn đã đồng ý hẹn hò với nhau.